Mùa này Phú Quốc đang đẹp nên Travip rủ hai người bạn đi Phú Quốc chơi. Chuyến bay xuất phát từ Hà Nội đến Phú Quốc lại đúng lúc đang có ưu đãi giảm giá 50% phí vào phòng chờ, nên mình mời những người bạn của mình vào tận hưởng thôi. Chuyến này ăn trên máy bay hơi nhiều, các bạn xem có món gì ở lại trên máy bay nha. Hey, xin chào các bạn, Travip đang có mặt tại sân bay Nội Bài và hôm nay thì Travip cùng với nhóm bạn của mình đi Phú Quốc. Một lần nữa lại đi Phú Quốc các bạn ạ. Phú Quốc mùa này đang rất là đẹp luôn và vẫn còn rất nhiều thứ tham khảo Phú Quốc. Và hôm nay thì mình sẽ bay với lại Vietjet. Hôm nay thì mình sẽ bay với lại hai người bạn nữa. Bây giờ để mình đi tìm xem hai người bạn đó đang ở đâu rồi. Hôm nay bay Vietjet thì sẽ check-in ở sảnh E. Có vẻ như đây là người bạn đầu tiên của mình rồi. Nào, đi thôi. Mẹ anh đi đâu ấy? Mẹ anh đi Sài Gòn. Sài Gòn luôn, thế còn anh em. Đúng là. Ok. Thế anh mới về Sài Gòn đúng không? Đây là người bạn thứ hai sẽ bay cùng với hai anh em cho biết hôm nay. Hello, xin chào người đẹp. Xin chào Trang. Đây là bạn Nam, giới thiệu. Còn đây là bạn Trang. Bạn Trang như thế này thì lát nữa giới thiệu sau. Thế hôm nay là bay 3 người nhưng mà trong đó là có 2 người chưa biết nhau, thì lát nữa giới thiệu 2 người với nhau luôn. Rồi bây giờ làm thuốc xong rồi, bây giờ cả ba cùng vào quầy thuốc làm ăn đến soi chiếu. Hôm nay thì cửa hàng của mình sẽ là cửa số 15 ở bên kia. Nhưng mà thôi bây giờ mình vào phòng chờ đã. Hôm nay nói chung là mời mọi người vào phòng chờ sông Hồng nhá. Ok, được không Nam? Vâng. Có vấn đề gì không? Không. Ok, rồi thì mình sẽ đi qua phòng chờ sông Hồng. Hôm nay bay hàng phổ thông của Vietjet nên không có tiêu chuẩn vào phòng chờ như mọi khi. Ba anh em rủ nhau lên phòng chờ sông Hồng Premium Lounge. Hiện nay giá vào phòng chờ là 350.000 đồng một người. Các bạn có thể trả phí tại phòng chờ luôn hoặc tải app phòng chờ thương gia và mua trước voucher nhé. Và cho biết bạn thấy có mã giảm giá BSL50 giảm giá 50% lần đó. Hạn sử dụng đến 30 tháng 6 năm 2021 nha. Và áp dụng cho tất cả các phòng chờ ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh này. Lần này thì cho biết mua được giảm giá 50% luôn. Các bạn thử xem nha. Chắc là mình chọn cái bàn ngay phía khu vực này đi để ngắm máy bay cho thứ cho nó đẹp nè. Ở đây nào? Ok đây. Các bạn xem ở đây nha, view rất là đẹp luôn. Có thể nói đây là cái phòng chờ view đẹp nhất ở sân bay Nội Bài. Ok, và đây là cái quầy đồ ăn nè. Lâu lắm mình quay lại cái quầy đồ ăn này để xem quầy đồ ăn hôm nay là có những món gì nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đầu bên quầy bên này lại. Chỗ này là một cái lò nướng bánh mì và ở đây có rất nhiều loại bánh mì như là bánh mì gối và bánh mì baguette. Ở đây có các loại mứt dâu và mứt cam ăn với bơ và bánh mì. Đây các loại thịt nguội, salad. Ở đây có salad Nga và các loại dưa chuột, cà chua nè, cà chua bi. Chỗ này là có bánh opera tráng miệng. Tức là cái bánh ở đây thì nó sẽ thay đổi theo chu kỳ và sẽ có những cái loại bánh khác nhau. Ở đây chè cũng vậy và chè đây rất là ngon nha các bạn. Các bạn ở đây các bạn nên ăn chè bởi vì mấy lần mình ăn chè đây thì là nó không có bị ngọt quá. Nó vừa vừa ăn rất là dễ chịu, chè ba màu, có đá bào sẵn ở đây để các bạn ăn với chè nè. Và đây các loại trái cây. Rồi, có bên này thì chúng ta có một cái quầy cháo bên này thì đây, cháo nóng hổi ăn với lại trứng hoặc là trứng muối và các cái loại, nói chung các loại thịt bằm, nói chung các loại mà chúng ta có thể ăn cùng với cháo trắng ha. Ở đây thì có cơm nè, và cơm ở đây thì mình có thể ăn với các cái loại đồ ăn mặn. Ở đây hình như có cả súp ngô nấm, wow, hôm nay có bánh cuốn với lại chả quế nữa, cái này là hấp dẫn đây. Có thể ăn với lại nước mắm chua ngọt đó. Ở đây thì mình có thêm các cái loại đồ ăn như bánh bao, khoai, bắp, hấp.
Rồi, ở đây thì là có các cái loại cái mình nghĩ là cho người ăn chay, miến xào chay với lại các loại rau củ. Đúng rồi, cái này là miến xào chay. Bên đây thì có trứng gà luộc cũng như là món này, món thịt kho nước cốt dừa. Wow, lần đầu tiên thấy món thịt kho nước cốt dừa cho phòng chờ ở đây luôn. Ừ. Hình như cái này mới. Bên này là sushi. Còn bên đây là chả giò. Đây, chả giò có luôn cả nước chấm chua ngọt. Rồi. Và cái quầy này thì như các bạn biết là quầy dành cho cái món nóng. Món nóng ở đây thì chúng ta có thể là có trứng trần, trứng ốp, các kiểu. Và hôm nay thì là có món bún mọc. Quầy bên này thì có các loại thức uống nè. Ở đây thức uống thì chúng ta có các loại trà, trà Koji và đường để uống với lại cà phê. Bên đây thì có hai cái máy pha cà phê. Đây là máy pha cà phê tươi. Ở chúng ta có thể pha rất là nhiều loại như là espresso, americano, cappuccino, rồi milk foam các kiểu, latte macchiato cũng có luôn. Này là cái máy pha cà phê hòa tan uống liền. Đó. Và các loại thức uống, các loại quả, sữa tươi và cái loại này các cái loại ngũ cốc zero để ăn với lại sữa này. Và ở đây thì là có cái máy có thể ta có thể uống Pepsi, 7 Up, Mirinda rất đầy đủ ha. Và đặc biệt các fan nào mà thích uống cồn, uống rượu thì ở đây cũng có đầy đủ các loại rượu cho các bạn ha, có vodka Hà Nội nè, có rượu vang Đà Lạt. Nói chung là đầy đủ các loại rượu. Ok, đây là nước detox thanh lọc cơ thể. Ở cái tủ bên này thì chúng ta có rất nhiều loại thức uống như là nước suối nè, Sting, Twister và trà xanh. Đó, nói chung là cực kỳ đa dạng các loại đồ ăn và thức uống. Bên này cũng vậy. Đó, bạn nào thích bia bọt cồn cái thứ ở đây thì cũng sẽ có bia Hà Nội, bia 333 và bia Sài Gòn. Sữa chua, nước trái cây. Và đặc biệt cái loại này cho biết thấy là chỉ có trong phòng chờ Le Cervantes có thôi, nhưng mà hôm nay thì đã thấy có đây rồi. Là cái nước exhaust này, nước trái cây này, cũng có đa dạng nhiều loại lắm, trái vải, cái này trái chanh dây, dứa hay là thơm đó, và mãng cầu xiêm. Đó. Nói chung là cực kỳ đa dạng các loại thức uống luôn. Đây, ở đây thì thằng em Nam Cư Phó hot TikToker chuẩn bị lên 3.000 follower rồi, 300.000 follower rồi. Đấy. Đang tác nghiệp. Sao hôm nay anh chàng chúng ta ăn cái gì đây? Nay em sẽ ăn súp, ăn súp à? Trời hơi lạnh ăn súp cho ấm với lại bánh cuốn. Thanh đạm Và thế. đây là món rất là em rất yêu thích, há cảo, À, há há cảo cảo. tôm, món này cực kỳ yêu thích luôn. Và bên trong khu vực này thì chúng ta có phòng hút thuốc nè, phòng hút thuốc bên trong này. Phòng thuốc trong này thì là cũng là cái nơi các bạn có thể ngắm được máy bay, một cái góc cũng rất khá là yên tĩnh và cũng khá là đẹp nữa. Đó. Và bên này là khu vực mà máy tính để bàn làm việc và máy in. Bên trong này là bồn tắm nè. Đó, bồn tắm trong này thì để cho các bạn xem. Bồn tắm trong này thì là có đầy đủ luôn là các cái bông ngoái tai, rồi các cái sữa tắm, dầu gội, dầu xả và cả khăn nữa. Bàn chải đánh răng nè và lược. Ở đây thì các bạn có thể là bạn nào mà ra sân bay sớm quá chưa kịp tắm thì có cái vòi hoa sen để các bạn có thể tắm nha. Rất là sạch sẽ luôn như ở khách sạn và có cái móc treo đồ nè. Và tất nhiên khi chúng ta tắm gội xong thì có một cái máy sấy ở đây để các bạn có thể là sấy tóc nè. Đó. Chứ là một nói chung là cho biết đã tắm ở đây được khoảng 2 lần rồi và rất là thích vì ở đây nó sạch sẽ và cũng tiện. Và đôi khi thì mình có những chuyến có cảnh qua đêm mình ở lại trên cái hộp ngủ thì là ở đây mình có thể là mình tắm rửa rất là tiện ha. Nói chung đầy đủ luôn các bạn, có cả khăn rồi mỹ phẩm đầy đủ cho các bạn luôn. Đó. Rất là sạch sẽ. Rồi bây giờ chúng ta tắt điện ra cho tiết kiệm điện thế này. Để chúng ta sẽ sang bên này. Khu vực bên này thì khu vực buồng vệ sinh của Nam. Đấy, ở đây thì khu vực buồng vệ sinh trong này thì sạch sẽ ha. Bên trong này có một cái hộp mà cũng đựng các loại như là bàn chải đánh răng nè, cái này là dao cạo râu, nó dành cho nam. Đấy, nói chung là
bùng tắm bụi sân bay sạch sẽ. Sau khi quay review đầy đủ phòng chờ rồi thì giờ Travis mới ra lấy đồ ăn đây. Hôm nay thì mình không ăn nhiều đâu, chỉ gọi một tô bún mọc thôi vì thấy bún đóng hội khá là ngon. Mọi người cũng đi lấy đồ ăn cho riêng mình rồi và cũng gần giờ trưa nên ai cũng bắt đầu đói. Travis thì ăn nhẹ nhẹ để lát máy bay còn ăn tiếp, review đồ ăn trên máy bay cho các bạn nha. Rồi sau khi mà ăn uống no say ở trên phòng chờ rồi thì bây giờ mình đi ra cửa. Hôm nay là cửa bên sảnh E nên là mình chủ động là rời phòng chờ sớm 10 phút trước giờ khởi hành để đi bộ xe cho kịp. Đây cho các bạn nhé, các bạn mà đi máy bay mà muốn có một chỗ yên tĩnh nè, giãn cách tốt nè, view đẹp nè, thì cứ đi ra cái hành lang mà nối giữa sảnh A và sảnh E như thế này nha các bạn. Ngồi hai đầu nha, ngồi ở giữa nóng lắm. Ngồi giữa không có điều hòa đúng không? Đúng rồi, ngồi okay. Hai đầu thôi, hưởng gió điều hòa. Bây giờ máy bay có cánh rồi, tàu bay hôm nay là Airbus A320, Travis ngồi ghế khu vực cửa thoát hiểm nên không gian rất thoải mái. Và với chuyến bay này thì Travis đã đặt trước suất ăn khi mua vé trên trang web, suất ăn giá 77.000 đồng bao gồm thuế. Suất ăn có một phần ăn nóng là món bún xào Singapore, một gói bánh Oreo và một chai nước suối, gói nước tương và tương ớt cũng được phục vụ kèm. Và Travis cũng mua thêm một chai nước ổi ép với giá là 35.000 đồng. Lần trước uống thử thấy ổn nên lần này lại gọi lại. Và về món bún xào Singapore thì đây không phải là món yêu thích của Travis trên thực đơn của Vietjet. Tuy nhiên vì lâu rồi mình cũng chưa ăn món này nên đặt mua lại ăn thử xem sao. Món này khi bị bún xào thì tạm ổn. Các thành phần đi kèm có thịt gà, nè, tôm và trứng. Mình thì thấy chưa đậm đà lắm nên thêm tương ớt. Và nói tóm lại thì mình vẫn thích món miếng xào tôm cua hơn là món bún xào Singapore này. Ăn xong thì làm thêm chai nước ổi nữa, nhưng mà không hiểu tại sao vẫn thấy chưa no các bạn ạ. Và lật thực đơn của Vietjet thì thấy là có món cháo ăn liền, lại muốn thử. Như vậy có gọi là ăn nhiều không các bạn? Chắc không phải ăn nhiều đâu ha. Và đây là món cháo chay nè, và có thêm thành phần là nấm bào ngư. Mình thấy món cháo này thơm lắm luôn á, lại dễ ăn nữa. Và so sánh hơi khập khiễng một chút, nhưng mà để lựa chọn thì mình vẫn thích món này hơn là món bún xào Singapore. Và thời gian bay đến Phú Quốc là 1 giờ và 40 phút, nên sau khi ăn xong thì vẫn còn khá nhiều thời gian. Ba anh em tìm thứ giết thời gian trên máy bay nè. Mình thì nằm nghỉ chút, sau đó quay sang chém gió với thằng em nam cơ phó, còn bạn Trang thì dành thời gian để đọc sách. Mọi người đã cánh xuống sân bay Phú Quốc, hôm nay trời nắng rất là đẹp đúng không? Cực kỳ. Rồi bây giờ thì sẽ về một nơi rất là tuyệt vời và sẽ review các bạn sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem vlog.